Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1719 phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Song song với thực hiện tốt hai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, việc triển khai quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện. Với một địa phương còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số như Tuyên Quang, triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng, giúp thay đổi đời sống kinh tế, xã hội, cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Mục tiêu hướng tới là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước, giảm dần số xã thôn đặc biệt khó khăn. Đồng thời, khi triển khai chương trình sẽ nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 3%. Phấn đấu 50% số xã thôn ra khỏi địa bàn khó khăn. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông. 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố. 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cái mong muốn nhất của chúng tôi là với người dân địa phương là muốn làm sao cái chương trình được triển khai được nhanh và đến tận với người dân để được hưởng lợi. Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi căn bản về trình độ sản xuất. Đó là sự thay đổi về tư duy sản xuất, điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao được mức sống, thu nhập cho người dân. Mỗi vụ thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng bưởi, hồng không hạt, ông Lê Xuân Ấn nhận thấy rõ nhất việc thiếu vốn, thiếu kỹ thuật chăm sóc cây trồng là một trong những hạn chế của người nông dân để phát triển kinh tế. Qua tuyên truyền của cấp ủy chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng, ông phấn khởi bởi chương trình mục tiêu lần này tập trung hướng tới đối tượng là người dân tộc thiểu số, miền núi. Những dự án mới sẽ được triển khai giúp cho người dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn, được chuyển giao khoa học kỹ thuật. Những vườn bưởi, vườn hồng như gia đình ông sẽ có cơ hội được hỗ trợ sản xuất, được giá bán cao hơn. Từ đó đem lại thu nhập tốt hơn cho người dân nông thôn, người đồng bào dân tộc thiểu số. Về cái khí hậu mà cái địa dưới mà trồng cây ăn quả ở đây ấy, thì nó rất là tốt, bởi vì như vậy là nó ở trên nó là núi đá, dưới nó là đất đồ bằng, thế cái độ chăm sóc cây nó rất là tốt mà dễ dàng. Phải có như vậy phương án dùng như thế nào, rồi chăm sóc như thế nào để nó đạt cái hiệu quả mà nhà nước quan tâm cho cái chỗ này. Ước nguyện của bà con nhân dân cần là những cái nguồn vốn của chính phủ về hỗ trợ để đẩy mạnh cái phát triển kinh tế thu nhập cho người dân ngày càng nâng cao lên.
Và thứ nhất như là nhân dân ở đây đặc biệt là người ta có đất rừng cần hỗ trợ những cây giống trồng rừng, như cây ăn quả. Cây ăn quả thì cũng mong muốn của bà con nhân dân là khi đưa vào trồng những cây ăn quả có hiệu quả mà phải có bao tiêu ra cho nhân dân. Ngay sau khi chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, các huyện thành phố tập trung triển khai công tác chuẩn bị thực hiện, trong đó chú trọng công tác rà soát nguồn vốn, lập kế hoạch và tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện các dự án, điều dự án. Tuyên Quang là một trong các địa phương sớm được phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện chương trình này. Sau khi nghị quyết phân bổ vốn của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thông qua, ngày 1 tháng 7 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh đã có quyết định về giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương tại Tuyên Quang là gần 1.820 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng nguồn vốn đã phân bổ hơn 520 tỷ đồng. Chủ yếu là ngân sách trung ương, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 345 tỷ đồng và hơn 150 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Với tinh thần chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các nội dung, dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu để ban hành đề án, kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng thụ hưởng, phù hợp với nguồn vốn trung ương đã phân bổ. Việc chủ động các nội dung hợp phần dự án đảm bảo các thông tư, văn bản hướng dẫn của bộ ngành trung ương khi ban hành. Tuyên Quang sẵn sàng triển khai thực hiện, hạn chế những vướng mắc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất Ủy ban dân tộc cần sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện, xác định danh sách các thôn có dân tộc khó khăn, đặc thù, sinh sống thành cộng đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Sớm triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình là điều kiện để tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến hết năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 4%, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm 3,48%. Tập trung tuyên truyền cho người dân nhận thức được đây là một cái chương trình mục tiêu mới và đây cũng là một cái cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cấp ủy chính quyền thì cũng đã tập trung cùng với các tổ chức chính trị là tuyên truyền cho người dân và cùng với người dân để tập trung vào các cái chuỗi để thực hiện trong cái thời gian tới nó đạt cái kết quả cao và theo đúng kỳ vọng của cái thực hiện cái chương trình này. Một trong những điểm nổi bật của Tuyên Quang trong triển khai đầu tư công là phân cấp mạnh về cơ sở, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, phù hợp với điều kiện, tiềm năng, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Cấp huyện, cấp xã là chủ đầu tư những công trình phát triển kết cấu hạ tầng ở ngay tại địa phương. Không chỉ nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ, điểm này góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, khi thủ tục hồ sơ không còn phải đi qua nhiều cấp, giảm thời gian chờ đợi đối với doanh nghiệp. Thực tế đã khẳng định, các công trình hạ tầng được triển khai đầu tư xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là giao thương hàng hóa của nhân dân, đồng bào các dân tộc. Điều kiện thụ hưởng về văn hóa tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được nâng lên. Đây là một cái điểm rất là sáng trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Vì chủ trương của chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia mà cụ thể là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thì đẩy mạnh cái việc phân cấp cho địa phương cũng đã được quy định tại các nghị quyết của Quốc hội cũng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy cho nên là tôi cũng đánh giá cao cái việc phân cấp của tỉnh và cái mô hình này, cái cách làm này sẽ được nhân rộng cho các tỉnh trên toàn quốc có việc triển khai thực hiện chương trình để đảm bảo được cái việc triển khai thực hiện được hiệu quả nhất.
Với mục tiêu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hết năm 2022 đạt tối đa số vốn được giao, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch được phê duyệt. Cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung cao độ thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo dõi tiến độ triển khai đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt, đề xuất xử lý những khó khăn vướng mắc, đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền các cấp đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân, cũng như phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đánh giá rất là cao về cái kết quả triển khai thực hiện của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 vừa qua. Chúng tôi cảm nhận được kết quả rất là đáng mừng của phía tỉnh. Cụ thể là công tác chỉ đạo điều hành đã xây dựng được các cái khối lượng văn bản đáp ứng được kịp thời trong cái việc triển khai thực hiện chương trình, cũng như là công tác chỉ đạo triển khai cho cái việc là giải ngân ba chương trình mục tiêu quốc gia, trong đấy có chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên thực tế thì đối với các cái tỉnh mà theo dõi báo cáo ấy, thì là Tuyên Quang là một trong những tỉnh mà giao nguồn vốn ngân sách trung ương sớm nhất cho các địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tỉnh Tuyên Quang chú trọng việc lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực các chương trình, đảm bảo không trùng lắp. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng đã giúp cho những chủ trương lớn của tỉnh Tuyên Quang về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo đem lại hiệu quả thiết thực trong giai đoạn vừa qua. Với vai trò là chủ thể của chương trình, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là những người nhận thức rõ nhất vai trò, ý nghĩa của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Những cơ chế chính sách khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Song song với các giải pháp về đẩy mạnh công tác truyền thông, vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình đối với người dân trong vùng được hưởng thụ, xác định rõ trách nhiệm, ý thức tự lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, làm chủ cuộc sống mới, để chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.